những chú thỏ con. Thỏ con thỏ con chúng ta đây là những chú thỏ con. Đứng cao vút kia và chuột về bên phải. Lắc đuôi đi phải rồi qua trái. Nhấn xuống nhẹ nhàng thôi rồi đứng lên thật nhanh. Nhảy lên quăng rồi xoay. Các cậu đã xem Tuyết Trào Lưu chưa? Nó rất tuyệt vời. Đây là bài hip hop Bunny Pop. Điệu nhảy mới đang thịnh hành, nghe đâu đó có khoảng 1 triệu thả móng mà. Có 1 triệu lượt thả móng hả? Trong khi cậu chỉ cần có 4. Ta ra đú, ta ra đi. Khán giả này khó tính ghê. Chúng ta phải thử nó. Bếp sweet của mình chắc sẽ mong đợi lắm đi. Và 5, 6, 7, 8. Hãy lắng nghe tiết tấu, cảm nhận nhịp và quan trọng nhất hãy là chính mình. Làm được nè. À không, 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 cắt. Dừng, dừng lại. Đăng cái này. Chị không thể nào đăng cái này được. Nó không giống thỏ con nhảy chút nào. Coi nè, phải nhảy như vậy nè. Đã tới giờ rồi, mau làm cái việc mình nói đi. Sẽ đi, cậu nhớ mà, việc đó á. Việc đó á, đợi chút để mình đi theo với cậu. Mình cũng phụ. Mình vẫn chưa nghĩ ra lý do, hay như mình đi luôn. Mình thích móng ngựa của cậu, yêu ghê. Wow, cảm ơn, mình chỉ. Cậu có thể hỗ trợ cho mình để mình làm ra một nội dung hay ho gì đó không? Và 5, 6, 7, 8. Đi nào, bunnies. Chạy hết mình cùng tôi. Nào hãy chạy hết mình cùng tôi. Hãy thể hiện nào, ta cùng lên. Yeah. Pony ơi, pony. Nhanh lên, hãy chạy hết mình cùng tôi. Cậu nghĩ sao, Chas? Mình nghĩ nó tuyệt á. Nhưng nó thuộc về tuần trước gì đây? Bộ cậu sống trong hang bữa giờ hả? Không lạc đâu mà. Chỉ là đang sống chậm lại và nói không với đồ điện tử. Không lên mạng được à. Không ai nhảy theo hip hop bunny pop nữa hay sao? Không, tụi mình đang đợi một thứ hấp dẫn hơn. Một thứ hấp dẫn hơn hả? Đi nào, bunny. Chạy hết mình cùng tôi. Nào hãy chạy hết mình cùng tôi. Hãy thể hiện nào. Đó là thứ hấp dẫn mà mọi người mong đợi. Sẽ bùng nổ. Đã đăng. Nhúng xuống nhẹ nhàng thôi rồi đứng lên thật nhanh. Thấp người xuống rồi xoay một cú thần thánh. Ôi thật rực rỡ. Vậy mới bùng nổ chứ. Thả móng. Đây là bunny hip hop. Bunny ta là bunny ani ani. Tất cả bunny khắp mọi nơi hòa cùng nhịp điệu cho không khí thật là tuyệt vời. Bunny ta là bunny ani ani. Bunny ta là bunny ani ani. Thả móng. Giờ được thả móng nhiều như vậy. Mình cá là tất cả pony ở Equestria đã coi cái này. Nè, cậu là Sunny, cậu là Easy. Còn mình là... Wow. Các em hãy cứ là chính mình. Phải. Chính xác. Em làm được rồi kìa. Nào nhận được cái này chưa? Mình chính là biểu tượng. Easy, easy. Easy, easy. Mình đã làm được.